Nhiên ơi đi ngủ chưa, ra mình nói nghe. Mình cũng ra. Kêu Duyên ơi, người ta mới biết là đang nói chuyện với ai. Nhà trọ nè. Sao mà bạn Duyên đóng cửa rồi Keo ơi? Con phải kêu Duyên ơi, người ta mới biết là con đang kêu chứ. Kìa, Romeo and Juliet. À, mình cũng nói với chị. Kính kính tính tính cho đây. Hả? Ờ, Duyên học chữ chưa? Không có vậy thì làm mà gì? Ở trong nhà người ta đi ngủ hết. Mình chỉ còn lại là mình tiếp tục chơi. Mà không có cái gì, có quạt chân mà không có cái gì, không có quạt chân thì không có gì mua. Không có tiền mua thì mua cái gì. Tôi là bạn gái thằng cái ô, tôi xù nó liền. Người ta đang đi kể là nhà người ta hồi xưa là nó ở nhà trọ bên kia kìa, hàng này không có tiền thì không có mua quà trần, có quà trần thì thôi. Không có tiền mua quà trần. Thôi nói chủ đề khác coi Keo. Duyên con đi học về rồi đó hả? Keo muốn đi học chữ luôn đi nha Keo. Bạn Keo nói là ở trên nhà không có quạt trần nè, phòng Keo không có quạt trần. Nhà ai cũng không có hết. Mà sao Keo thích quạt trần quá vậy Keo? Chủ đề quá lạc lõng một em. Nói gì mình không hiểu. Bạn nói là bạn học sách tiếng Việt và toán. Nói cái gì mình để nghe. Bạn đóng cửa rồi. Bây giờ con vô đây. Rồi giờ đi đó.